Zombie Apocalypse. Những thông tin mới nhất về Tân Thần Điêu Đại Hiệp năm 2020. Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của Kim Dung, xoay quanh mối tình khắc cốt ghi tâm giữa cặp đôi sư đồ Dương Quá và Tiểu Long Nữ, và quá trình Dương Quá trở thành Thần Điêu Đại Hiệp được cả thiên hạ tung hô. Mới đây, Thần Điêu Đại Hiệp 2020 vừa tung poster các nhân vật chính. Nếu như Đồng Mộng Thực có tạo hình khá anh tuấn, khôi ngô, mang phong thái rất đại hiệp nhưng lại thiếu chút nét giả hoạt, tà khí của Dương Quá, thì Mao Tiểu Tuệ lại hơi nhạt nhạt. Nhan sắc cũng kém hơn so với các tiểu long nữ tiền nhiệm là Diêu Dược Phi hay Lý Nhược Đồng. Liên tục cho ra mắt các phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp khác nhau. Giờ đây, khán giả phải thừa nhận, càng ngày, dàn diễn viên chính trong phim Kinh Dung lại càng mờ nhạt, trong khi dàn diễn viên phụ lại lên hương hút phàn. Thần Điêu Đại Hiệp được coi là một trong những tác phẩm của Kim Dung được nhiều khán giả yêu thích nhất. Chính vì vậy mà các nhà làm phim Hoa ngữ cũng thường xuyên đưa tác phẩm này vào tầm ngắm để chuyển thể thành phim truyền hình. Năm 2014, Tân Thần Điêu Đại Hiệp do Trần Hiệu và Trần Nghiên Hy đóng chính được ra mắt khán giả. Chưa đầy 6 năm sau đó, người ta lại tiếp tục bắt tay vào sản xuất phiên bản mới với dàn diễn viên lạ mặt. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh này, thực sự là mình không hy vọng remake thêm những bộ phim của Kim Dung nữa, và chuyển sang remake phim của Cổ Long có khi lại hợp lý hơn. Vì phim remake phim Kim Dung đã quá nhiều và ai cũng thuộc nội dung rồi. Đã vậy, mấy năm gần đây phim kiếm hiệp Trung Quốc lại còn hay sâu mốt theo kiểu tiên hiệp, phong cách ngôn tình thấm đẫm, đánh đấm thì không quá nhiều, chủ yếu là múa rồi dùng kỹ xảo, phong cảnh cảm giác giả giả. Màu phim có tươi hơn và quần áo diễn viên, diêm chúa hay đẹp hơn trước thì mình vẫn cảm giác thấy lấn cấn. Chẳng còn hơi thở thuần kiếm hiệp như cái thời của Trương Kỷ Trung hay làm đạo diễn với các bộ phim chục năm trước nữa. Còn các bạn cảm thấy thế nào? Hãy comment để AD biết nhé! Theo nhiều nguồn thông tin được hé lộ, phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp mới này sẽ được ra mắt khán giả vào cuối năm 2020. Nhưng do tình hình dịch bệnh, đoàn làm phim đã phải lùi lịch lại và hiện chưa có thông tin chính thức nào về ngày ra mắt của bộ phim. Trong phim, Đồng Mộng Thực sẽ đảm nhận vai Dương Quá, còn diễn viên trẻ Mao Hiểu Tuệ sẽ hóa thân thành Tiểu Long Nữ. Ngay khi những tạo hình đầu tiên của cặp đôi này được hé lộ, khán giả đã phải thở phào, ngao ngán vì cả hai đều quá kém sắc và mờ nhạt. Chẳng những nhan sắc không cao, khí chất và tạo hình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng kém xa những phiên bản thành công trước đó. Để lý giải việc tại sao Dương Quá và Tiểu Long Nữ mờ nhạt như vậy, nhà sản xuất lý giải phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp này sẽ là câu chuyện xoay quanh nữ phụ Quách Tường. Vì Dương Quá và Tiểu Long Nữ thành cặp đôi phụ nên không cần chọn diễn viên quá xuất sắc. Người đảm nhận vai Quách Tường chính là Văn Kỳ, nữ diễn viên trẻ nổi tài năng của Hoa ngữ. Năm xưa, Văn Kỳ từng nhận được giải nữ diễn viên phụ tốt nhất trong lễ trao giải Kim Mã. Việc này đồng nghĩa với việc diễn biến và nội dung của Tân Thần Điêu Đại Hiệp sẽ thay đổi hoàn toàn so với các phiên bản trước đây. Đây có thể được coi là hướng đi mới của nhà sản xuất để tránh bị ném đá như những Thần Điêu Đại Hiệp của Vu Chính. Để tìm được tiểu long nữ xuất sắc như Lý Nhược Đồng hay Lưu Dực Phi là rất khó khăn. Thêm vào đó, nội dung của Thần Điêu Đại Hiệp mọi người đều đã thuộc lòng. Vì vậy, họ quyết định xây dựng câu chuyện tập trung vào Quách Tường, nhân vật phụ được khán giả yêu thích và hứa chưa được tập trung nhiều khai thác.